Tôi thấy mấy bạn nữ á, ăn me kiểu gì ăn cứ chấm chấm là cắn. Nhà chép chép miệng chi vậy? Nó không có chua, không có đã. Ăn bao nhiêu tôi, ăn phải ăn cho tới. Nhìn đây. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của Đức Anh CT65 nha. Thì hôm nay đến với series là thử thách bản thân nha, hơi ăn đồ chua theo cấp độ nha mấy bạn. Thì đây, mình đã mới có chuẩn bị một mâm trái cây đây nha mấy bạn. Thì nói chung là mới vừa đi qua nhà bà hàng xóm canh bà ngủ trưa nè, rồi đi qua vô vườn bà lùa được nhiều lùa mấy bạn, cũng lùa được mớ đây nha mấy bạn. Mày không hớt được đâu con trai, tôi bi không tình yêu. Nói chung là trời chưa nắng nè, thì mình ăn đồ chua mình giải trí giải nhiệt nha mấy bạn, thanh lọc cơ thể. Nho này nè, cái này là nho này không phải bên vườn nhà bà không có. Này nho này tôi mua của thằng em tôi, nó để lại nó đi nó hái nho rừng ở trên đảo Hải Tặc các mấy bạn. Không biết đảo Hải Tặc nằm đâu nữa mà nói cái nho rừng này nó nói chung là cắn một cái là chua lắm, mà không biết có chua không nha. Chứ thấy cái màu hình như nó không chua mấy. Đó, có gồm có me. Trái này à, mấy bạn biết đúng mấy bạn chứ cái gì á? Ai cũng nói trái chanh không? Sai lầm rồi, không phải trái chanh đâu. Trái này là trái quýt Mỹ. Quýt Mỹ à, Mỹ quýt Mỹ là nó không có hạt, còn chanh không hạt Việt Nam nó khác nữa. Tí tôi phân tích sau. Ok nha. Anh đù. Bây giờ thôi, giờ mình tiến hành mình ăn thôi nha mấy bạn. Ok. Giờ là trước tiên mình làm miếng xoài trước nha mấy bạn. Đây. Chấm thử miếng muối trước. Xoài chấm muối này ăn thôi là tê đầu lưỡi luôn nha. Đó. Cắn thử coi nó chua nhiều. Cũng chua chua mấy bạn. Làm như ăn kéo cái gì bùi bùi béo béo mà, nhưng mà nó hơi bột bột như kiểu khoai lang sống á. Cũng giật giật mấy bạn ơi. Ôi trời ơi, trời nắng nóng kiểu này nè, hay giờ là chơi bữa nay là chỗ mát không ăn đâu mấy bạn, lên nóc nhà ăn luôn cho nó sốc. Nắng nắng nóng nóng ăn đồ chua giải nhiệt, thanh liền thanh thanh lọc cơ thể mấy bạn. Tiếp là tới cái trái này nha mấy bạn. Cái này thì thường miền Tây mình cũng có dùng có rất là nhiều, có dùng là không có nha mấy bạn. Cái này thì trái seri. Cũng chua nhưng mà chưa được chua mấy, chưa đủ cái độ chua của tôi. Dục. Đây quýt, thử này quýt này ra nó bà nói là quýt tiều, không biết hay quýt tiều không, nó đang thử này làm miếng. Ôi, dục mẹ ở đây để mình lột ra cái mấy bạn. Làm miếng này. Nghe mùi có vẻ ngọt nha mấy bạn. Chấm miếng muối này. Phải nói cho công nhận mấy bạn ơi, nó chua cắn một cái mà nhớ quê hương mấy bạn ơi. Tụng tâm tạm, cái này nó buốt mới tới đây à. Hồi nãy ăn hai cái kia nó buốt nhẹ tới mép, còn ăn cái miếng này á nó buốt nhẹ vô tới quai hàm đây rồi. Nói chung là cái độ chua của cái trái này nó cũng chưa có tới nó nổi chua mấy nha mấy bạn. Nói chung cũng vừa, cái này mình chắc mình xếp vô cho là cấp độ 3 thôi. Rồi xoài này như khoai sống cấp độ 1. Đó. Xoài như khoai sống cấp độ 1. Rồi quýt này thì cấp độ 3, rồi seri này thì tầm quýt cấp độ 2 thôi. Đó, 1 2 3. Giờ ở cấp độ 4 ha. Cấp độ 4 để mình thử cái trái này không biết nó chua không, nho rừng nè. Nó nho rừng, nho trên núi gì không biết ha. Núi Bà Tà Bà hay gì. Bình thường mà đâu có gì đâu. Má biển nãy lừa mấy bạn ơi, mẹ mua 40.000 ký á. Chua chua, công nhận là tới cắn cái đầu nó không chua mà cắn cái đít nó chua. Bởi vì ui, quá là chua các bạn. Nói chung là thôi, bây giờ cái này tạm cấp độ 4 đi. Quá chua, không hơi gắt, nuốt vô ở miệng thì nó ngọt nhưng mà nuốt vô còn cổ nó gắt gắt. Đây, tiếp tới mình cái món này chắc ở miền Tây hay miền Bắc, Trung Nam ba miền gì nói chung là ai chắc cũng sẽ biết cái này. Cái này trái cóc nha mấy bạn.
Đó, thì bây giờ mình sẽ gọt cóc mình ăn nha mấy bạn. Rồi cái con dao tao đây đâu rồi? À, mày giấu hả Cam? Gì? Lấy coi. Mẹ. Trời ơi, con dao tao nhỏ mà sao mày lấy cái này? Trời Phật ơi, mấy bạn coi, nó nghĩ sao lấy con dao này để đi tôi gọt cóc. Cái dao là cái dao của tôi đi rừng mà lấy đưa tôi gọt cóc mấy bạn ơi. Mà cài lỡ rồi đi luôn. Chà, tôi quên nó bỏ đây chặt mẹ bẻ đầu gói mất công khổ. Mày. Wow. Sao tắt không được quay? Chơi kỳ quay. Cốc này thì mình biết nó là chua dữ lắm chua, mà nó thiệt nào giờ ít ăn chua lắm bạn. Bữa nay ăn chua một bữa gọi là đi ăn chua cho nó sổ nha mấy bạn. Thì thường là mấy bạn chạy xe độ mấy bạn biết là sổ trái, sổ phải, sổ gì đó để chạy. Tôi đây là từ sổ trái, sổ phải mà ra sổ lãi luôn mấy bạn. Đẩy một cái là từ gọi là từ cửa tiền mà cho tới cửa hậu gọi là đẩy một cái gọi là cho sạch ruột luôn nha mấy bạn. Đó, chua thảy bao tử mà. What? Mời mấy bạn nha, đó, cốc nè. Cốc mà gọt vỏ thì ăn nó sẽ không chua, nhưng mà cốc để cả vỏ luôn ăn nó mới cảm giác có chua. Mà cũng không sao, chua đủ cấp độ mấy. Chưa thấm với tôi. Không nhập. Đèo tin. Để mình chấm thử chén mắm đường nha bạn. Mình chuẩn bị sẵn ở đây một chén mắm đường rồi nha mấy bạn. Đó. Mắm đường. Cốc chấm mắm đường. Ngân nga độ chua chảy tới đầu lưỡi, thốn tới cái cổ họng, cái cay của ớt. Đã. Được, cốc này ngon. Đó, mà cũng độ chua cũng chưa đủ mịn bạn. Giờ thôi mình làm cái miếng me này đi ha. Đâu rồi, cái me. Đây. Đó. Me chấm muối nha mấy bạn. Đó. Trời ơi trời. Đây, nè. Đã. Nhưng mà nói chứ, mọi khi tôi đi tôi thấy mấy bạn nữ á, ăn me kiểu gì ăn cứ chấm chấm là cắn. Nhà chép chép miệng chi vậy? Nó không có chua, không có đã. Ăn phải như tôi, ăn phải ăn cho tới. Nhìn đây. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Chấm muối, hồi không chấm muối, chấm mắm đường. Mẹ, chấm mắm đường. Đó. Cắn. Cắn rồi cắn miếng bự. Hai cái hết chứ mẹ. Đó. Ăn phải ăn cho tới gì mới đã mấy bạn. Đó. Cũng chưa có tới độ chua, đấu chua. Thôi, mặt cũng bình tĩnh mà. Phải nói một tấm. Phê chữ E mà nó kéo dài luôn nha mấy bạn. Rồi. Wow. Làm trái nữa cho đã. Chấm mắm đường ăn hiệu quả hơn là muối ớt đó mấy bạn. Muối ớt nó mặn mặn mình nó không ngon mắm đường. Này me gì mà cay dữ vậy trời. Đúng thiệt. Ăn đồ chua thì đã thiệt, bởi đồ chua ai thấy cũng thèm mà cái ấy chèm làm ai thấy cũng ghê và bỏ. Không quên nhắc. Bỏ. Cái này hụt nhiều quá. Lâu lâu ăn được đồ chua ngon không bạn?
Thì sau lưng mình nó có cảnh sông nước nha mấy bạn, cho nên là lâu lâu ghe xuồng đi qua âm thanh hơi cái gì lớn, mấy bạn không cảm bỏ qua video này nha. Đó. Wow. Nói chung là cũng chanh này, me này chứ cũng đạt chưa đủ độ chua, cũng cấp độ 6 thôi. Đây bây giờ tới cái này ha, quýt Mỹ các bạn. Nó chơi với cái này là chanh không hạt nha mấy bạn. Chanh này là ăn là biết ăn là ghiền luôn mấy bạn. Mà tôi đói rồi tôi ít ăn đồ chua lắm, bữa nay làm thử bữa ăn thấy nó ngậy ngậy đã luôn. Cắt ra hàng miếng. Ấy. Ấy. Thơm lắm mấy bạn. Đây. Chanh, muối ớt. Chanh thì phải chấm muối ớt, chứ mà chấm đường nó không có ngậy, không ngon. Thấy bạn thấy đã chưa? Đây, đó. A few moments later. Gì? Sao? Gì vậy? Ủa, hồi sớm anh có qua nhà bà Bảy không vậy? Có. Gì vậy? Có gì không? Trời, bà qua nhà bà mắng vốn gì trời. Ủa, bà làm gì bà qua đây mà mắng vốn chị? Ừ, bà đứng trước cổng ra biết đâu, bà nói là coi có thằng nào nó mập mập gì đó, nó qua nó ăn trộm gì trời. Ủa, anh có qua nhà trộm cái cây của tao. Mà sao bà biết tao qua bà ăn trộm? Trời ơi, nhét. Con chó nhà bả được tháng gọi bị làm thịt kìa, mà làm gì mà bả biết ăn trộm? Ủa là anh biết con chó bả làm thịt trời. Tao mần á. Tao mần á. Nice. Trời đất ơi trời, kìa xuống lẹ kìa, ngồi ăn hoài trời. Bả nói bả chắc camera bả thấy nào mập mập lùng lùng như con heo đi qua nhà bả kìa. Mập mập, tao chịu, tao mập. Lùng tao không có nha, đồ quá, tao không phải lùng mà, tao cũng cao, chiều cao mà, đồ quá, chết nó kỹ ta. Trời xuống coi trời, mẹ chửi quá trời kìa, bà đang đứng trước cổng có mắng vốn kìa trời. Mẹ đang kêu xuống mà, anh không xuống mà hồi là tiếng nói đứt kìa trời. Trời ơi, bởi vì hơi đang vui mà tự nhiên cái tới công chuyện rồi mấy bạn ơi. Bởi vì không biết làm sao bữa nay xui trời cháy gió đó. Hồi nãy thấy bà ngủ mê lắm mà không biết qua cũng bị dính nè. Thôi mấy bạn ơi, thôi thôi. Giờ để mình đi xuống coi sao bạn. Ok thôi, vậy thôi nha mấy bạn. Thôi bây giờ là video mình tạm ngưng kết thúc tới đây nha mấy bạn. Nếu thấy mấy bạn thấy hay thì cho một like, một subscribe, đăng ký kênh và nhớ bấm vào cái chuông nhận thông tin mới nhất từ kênh mình nha mấy bạn. Giờ tạm biệt mấy bạn nha. Hẹn mấy bạn vào video sau nha. Ok, bye bye.